Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài số 30, làm tròn và ước lượng. Sách giáo khoa môn toán lớp 6, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6, 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết cho các em, rất là đầy đủ cho các em. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để các em học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 35 nào. Đấy, như vậy thì trong cái bài hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về làm tròn cái số thập phân này và ước lượng kết quả. Được chưa? Thực chất thì trong việc mà chúng ta thực hiện học tập là chúng ta cũng đã được biết về vấn đề làm tròn số rồi đúng không? Đấy, ví dụ các em thi cuối kỳ 1 hoặc là thi giữa kỳ 1 thì các em sẽ có những cái điểm ví dụ như là 9,5, 9,70, 75. Đấy, có nhiều bạn là 9,8 đúng không? Đấy, vậy thì cái việc này là giáo viên người ta sẽ làm tròn tùy theo. Nếu mà làm tròn như là 9,8 này, thì cái đề của chúng ta sẽ có cái phần gì? Phần trắc nghiệm đúng không? Thế còn là 9,5 với 9,75 này, thông thường thì đây sẽ là gì? Cái dạng đề tự luận thôi đúng không? Rồi, thì đấy là những cái phần mà thầy chỉ cần nói mở rộng thêm để cho các em hiểu liên hệ đến cái việc học của chúng mình. Đấy, chúng ta sẽ vào cái bài toán mở đầu ở đây xem người ta hỏi cái gì nào. Em có biết vì sao trong phần mở đầu đoạn tin bên, đoạn tin bên này, người ta lại viết trên 232 triệu USD thay vì viết là 232 phẩy. Đó, vậy thì đoạn tin chúng ta phải xem nữa nhé. Tháng 7 năm 2020, Việt Nam xuất khẩu gạo gần 480.000 tấn. Trị giá trên, chữ trên này kìa. Trên này tức là gì? Nó phải lớn hơn cái số này thì người ta sẽ dùng cái từ trên này đúng không? Đó, cụ thể nè, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 7 đạt là 479.663 tấn. Như vậy thì đây là con số người ta này, gần tới này. Gần tới cái này 480, người ta làm tròn lên 480 đúng không? Trị giá thật của nó này. Đấy, vậy thì đây là gì? Nó lớn hơn cái số này thì người ta gọi là trên này. Đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta đã giải thích được cái câu hỏi là em đã biết đúng không? Vậy trong nhiều trường hợp để thuận tiện thì chúng ta thường làm các con số hay là ước lượng kết quả của phép tính. Và cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách ước lượng và cách làm tròn. Được chưa? Rồi, khá là dễ dàng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ đến với nội dung là làm tròn số nhé. Rồi, chúng ta vào hoạt động số 1. Hoạt động này. Hoạt động A. Theo em, khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg hay là 7 kg? Màu hồng đâu các em? Đây cái hộp màu hồng này được đưa lên trên cân này. Cân nặng thực tế của nó là mấy? 6,2. 6,2 kg thì chúng ta sẽ lấy là gì? Theo em đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy nó là khoảng bao nhiêu? Khoảng 6 kg thôi đúng không? Đấy, còn nếu mà dùng cái từ mà chính xác á, thì là chúng ta sẽ lấy là gì? Trên 6 kg. Đó, thì nó sẽ là gì? Chính xác nhất đúng không? Bởi vì sao? Nó 6,2 mà. Đấy, hoặc chúng ta lấy là khoảng 6,2 thì cũng được nhá. Được chưa? Đấy, chúng ta không thể lấy là gì? 7 được, bởi lấy 7 thì nó cách xa quá nhiều đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Câu A. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì câu B này, khối lượng của hộp màu vàng, đây hộp màu vàng đây các em, nặng khoảng 4 kg hay 5 kg. Như vậy mình thấy này, hộp màu vàng này, thực tế của nó là 4,8. 4,8 rồi, nếu chúng ta mà lấy là gì? 4 kg thì nó sẽ là gì? Hơi ít đi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy trồi lên đúng không? Ta sẽ lấy là khoảng bao nhiêu? Khoảng 5 kg. Tức là gì? Nó gần đạt được cái mức là 5 kg đúng không? 4,8 nó chỉ thiếu 0, mấy, 0,2 nữa thôi đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cách mà chúng ta đang dần dần làm tròn số đấy các em. Được chưa? Như vậy thì trong cái hoạt động trên này ta làm tròn các số 6,2 và 4,8, chính là gì? Những cái số thực tế của nó đây này các em, đến hàng đơn gì? Đơn vị. Đấy, tức là hàng đơn vị đây này. Hàng đơn vị của 6,2 đây là 6 này, 4,8 này, hàng đơn vị của nó là 4 thì chúng ta sẽ làm tròn lên mấy? Lên 5 này, đúng không? Đấy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đọc về nguyên tắc để làm tròn nào. Để làm tròn một số thập phân dương đến một hàng nào đấy nha, hàng nào đấy nha. Tùy theo, chúng ta có thể gọi là hàng làm tròn thì ta làm như sau. Đối với chữ số hàng làm tròn, giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5. Giữ nguyên này, nếu số bên phải mà nhỏ hơn 5. Đấy, ví dụ là 6,2 nè, thì cái hàng làm tròn đây là hàng đơn vị nè, đúng không? Thì chúng ta sẽ giữ nguyên là số 6 này, số bên phải này này, 2 này nó nhỏ hơn gì? Hơn 5 này, được chưa? Tăng lên một đơn vị nếu số ngay bên phải nó lớn hơn 5. Đó, vậy thì 4,8 này, 4,8 này này, thì chúng ta sẽ làm tròn là tăng từ 4 lên mấy? Lên 5. Vì sao? Vì số 8 này này, nó lại lớn hơn số gì? Số 5. Hiểu chưa? Đó. Rồi, đối với các chữ số hàng làm tròn, bỏ đi nếu ở phần thập phân, thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần gì? Phần số nguyên. Đấy, nhớ nhá. Phần thập phân là khi mà làm tròn chúng ta có thể bỏ đi và sẽ thay bởi chữ số 0 nếu nó nằm phần gì? Phần nguyên nhá. Được chưa? Đó. Nhớ cái nguyên tắc này chúng ta thực hiện các cái hoạt động cũng như là các cái gì? Bài tập. Đây, người ta sẽ cho mình các ví dụ minh chứng. Ví dụ 1, chúng ta làm tròn số này 24,037 đến hàng phần 10. Hàng phần 10 tức là gì? 0 này các em. Đến chữ số thập phân thứ nhất, đúng không? Vậy thì làm tròn 24,037 đến hàng phần 10 thì ta được kết quả là bao nhiêu? 0 này. Đằng sau số 0 này, đứng bên phải nó là số 3 này. Số 3 này nhỏ hơn số gì? Số 5. Vậy thì các em vẫn giữ gì? Giữ nguyên, nó vẫn là 24 phải gì? Phải 0. Đúng chưa? Đấy, đây, người ta phân tích rất kỹ này. Số 3 nhỏ hơn số gì? Số 5. Như vậy thì số 7 này. Số 7 đằng sau chúng ta sẽ gì? Bỏ đi ở phần gì? Phần thập phân. Không có ghi lại nữa, đúng không? Đúng nào? Đó. Được chưa? Người ta phân tích rất là kỹ cho mình nhá. Rồi, câu B này. Làm tròn số 2156,8 đến hàng chục. Hàng chục tức là gì? Đến hàng chục của số gì? Số thập phân này. Hàng chục đây các em nhìn này, số 8 này này, lớn hơn số 5. Như vậy cái số 6 này các em phải tăng thêm một gì? Một số cho thầy, đúng không? Đây các em nhìn đây người ta làm. Đấy, như vậy thì số 5 này chúng ta sẽ tăng thêm một, nó là số gì? Số 6, như vậy sẽ là 216. Được chưa? Rất đơn giản đúng không? Rồi, giờ chúng ta sẽ đến với cái phần hỏi chấm ở đây nhé. Trong câu A, nếu viết kết quả làm tròn là 24 thì có đúng không? Đúng không các em? Câu này có cần phải trả lời không? Như vậy trong câu A nếu viết kết quả làm tròn 24 thì nó sẽ làm sao? Không được, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì người ta làm tròn đến hàng phần gì? Phần 10. Đó, do vậy các em phải bắt buộc phải có số gì? Số 0. Đó, nếu làm tròn đến 24 mà không có số 0 này này, ở phần thập phân này này thì không được nhá. Đấy, do vậy chúng ta sẽ trả lời đây là gì? Nếu mà làm tròn là 24 thì không được, bởi vì đề bài thì yêu cầu làm tròn tới gì? Tới hàng phần 10 nhá. Vì đề bài yêu cầu mình làm đến gì? Yêu cầu tròn đến phần mấy? Tròn đến phần 10. Đúng không? Do vậy chúng mình không thể bỏ cái số 0 đi được nha. Được chưa? Rồi, mình sẽ áp dụng những cái nguyên tắc và những cái mà thầy vừa nêu đó. Chúng ta sẽ cùng thực hiện cái phần vận dụng số 1 cho thầy. À, hình như mình còn đang số luyện tập 1 đó chứ nhỉ? Đúng rồi, hỏi chấm này mình quên luyện tập 1 à? Rồi, chúng ta sẽ vào luyện tập 1 đã nha. Luyện tập làm tròn số nè, 3 nè, phẩy 1, thầy viết thưa ra để chúng ta dễ làm nè, 4, 1, 5, 9 nè, đến hàng phần nghìn. Đấy, phần nghìn thì các em đếm nè, phần 10 nè, phần trăm nè, phần gì, phần nghìn. Tức là chúng ta sẽ làm tròn đến cái số này. Đấy, vậy thì mình nhìn cái số này nè, các em phân tích cho thầy nè. Đứng bên phải của cái phần nghìn này này, nó là số gì? Số 5 này. Số 5 này bằng với số mấy? Bằng với số 5. Vậy thì số 5 mà bằng với số 5 thì mình có tăng hay không? Tăng không? À, như vậy số 1 này chúng ta sẽ cộng thêm 1. Như vậy số này chúng ta sẽ trở thành là mấy? 2. Đúng không? Vậy thì nó sẽ là 3,142. Còn số 5 với số 9 này chúng ta sẽ làm sao? Bỏ. Vì sao? Nó thuộc phần thập phân. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây thì mình sẽ làm tròn cho nó bằng bao nhiêu? Thầy sẽ bôi cái này đi nhá. Rồi chúng ta sẽ làm tròn nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Bằng. Thôi chúng ta ghi làm tròn thì không có là ghi bằng, giáo viên này bắt lỗi nhá. Làm tròn là 3,142. Đó. Nếu giáo viên có hỏi thì chúng ta phải nhớ được là bên phải của cái số mình làm tròn đấy nè, nó là số 5, nó bằng số 5 nên mình sẽ cộng nó thêm 1 đơn vị. Nhớ nha, không có giáo viên hỏi thì chúng ta lại không biết trả lời. Là giáo viên này bảo bạn này nhìn trên mạng chép rồi, lại bảo là về nhà này hậm hực bảo thầy giải tào lao, chết thầy luôn đấy nha. Vận dụng 1 nha. Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số. Chúng ta ghi lại cái số đó nè. 4, 7, 9, 6, 3, 3. Đến hàng nghìn. Hàng nghìn nhá. Hàng nghìn. Đó, chúng ta ghi cái này lại để chúng ta mới quay lại cái bản tin được. Và số nè. 232,142,372. Đến hàng gì? Hàng đơn vị nè. Đó, hàng đơn vị. So sánh kết quả với các số liệu trong tiêu đề của đoạn tin. Đấy, bây giờ mình mới quay lại cái phần toán mở đầu đây. Đây, cái bảng tin vừa nãy thầy đang ghi ra đây cho chúng ta, đúng không? Rồi. Như vậy thì yêu cầu của mình ở đây sẽ làm tròn cái số này. 479633. 479633 tới hàng nghìn. Tới hàng nghìn thì các em nhìn đây nó phần gì? Số nguyên hết, đúng không? Số nguyên này thì chúng ta sẽ phải tính từ đâu? Tính từ cái hàng gì các em? Đơn vị này. 479.633 này, đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này. Đấy, như vậy thì mình phải làm tròn đến gì? Đến cái chỗ chữ số 9 này này các em. Đấy, chữ số 9 này này nha. Rồi thầy này, đây là số gì? Số 9 này, hàng gì? Hàng nghìn, đúng không? Vậy thì 479633 các em làm tròn tới hàng nghìn. Vậy thì bên phải của số 9 mà chúng ta phải làm đấy là phần trăm này, nó là số 6 này. Số 6 này so với số 5 thì nó lớn hơn gì? Hơn 5. Lớn hơn 5 thì số 9 này các em được cộng thêm mấy? 1 đơn vị. Như vậy thì 479 này, các em cộng thêm 1 đơn vị thì có phải nó ra là 480 không? Đúng không? Đấy, như vậy 480 thì đây là phần nguyên hết thì tất cả những anh này chúng mình sẽ ghi thành số gì? Số 0. Đây, quy ước làm tròn đây nè. Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần gì? Số nguyên. Đấy, nhớ cho thầy nhá, không có là lại bảo thầy này không biết thầy làm ở đâu ra. Đó, lại bảo em không hiểu, em xem kênh của thầy em không hiểu. Như vậy làm tròn hàng nghìn của ông này thì chúng ta sẽ thành bao nhiêu? Đây, thầy sẽ ghi màu đỏ luôn. Sẽ là 480. Vậy thì ba cái số này này chúng ta sẽ ghi là số gì? 000. Được chưa? Xong chưa nào? Rồi, vậy thầy sẽ bôi những cái phần mà nháp linh tinh ở đây đi nhá. Đây số 3 này. Số này số 3, 33 đúng không? Đấy, chúng ta sẽ bôi những cái phần này đi. Xong chưa? Rồi, bôi luôn cái anh này đi nhá. Đấy, giờ chúng ta biết vì sao ra 480 rồi đó. Rồi, anh này làm tròn đến hàng gì? Đơn vị. Đơn vị ở đây thì chúng ta sẽ đếm ở đây. Đơn vị tức là gì? Phần gì? Phần nguyên. Vậy thì phần nguyên đơn vị là số mấy? Số 2. Đứng đằng sau số 2 phần 10 nó là số gì? Số 1 này. Số 1 so với số 5 thì nó nhỏ hơn gì? Hơn 5. Đúng không? Đấy. Số 1 so với số 5 thì số 1 này nó nhỏ hơn số gì? Số 5. Vậy thì cái ông này không có làm tròn được cái gì không? Không làm tròn được gì, chúng ta vẫn phải giữ gì? Vẫn phải giữ gì? Giữ nguyên. Đó là gì? 2, 3, 2. Còn lại tất cả những cái này chúng ta sẽ làm sao? Bỏ. Vì sao? Nó là phần thập, thập phân. Đúng chưa? Đấy. Những anh này là gì? Chúng ta sẽ bỏ hết. Vì sao? Đây nó rơi vào phần gì? Phần thập phân này. Đây, cái chú ý đây này. Bỏ đi nếu ở phần thập gì? Thập phân. Đấy, vừa nãy dạy phần này thầy đã nhấn mạnh cho em rất là nhiều là chúng ta phải chú gì? Chú ý nó. Rồi, vậy bây giờ mình đã làm tròn được thì sẽ so sánh với tiêu đề nè. Như vậy nè, xuất khẩu gạo gần 400, gần gì? 480.000, đúng không? Giống không? Rất giống với tiêu đề đúng không? Rồi, ở đây nè, trị giá trên 232 triệu USD. 232 triệu, đúng không? Đấy, vậy thì cái này có giống không? Giống nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì mình đã thực hiện xong được cái phần vận dụng 1 nha. Ổn chưa? Rồi. Và chú ý nè, để làm tròn một số thập phân. Số thập phân mà âm này, ta chỉ cần làm tròn số đối của nó rồi đặt dấu trừ đằng trước, hay nó một cách đơn giản chúng ta không quan tâm gì tới cái dấu trừ hết. Cứ bỏ cái dấu trừ sang một bên, sau khi làm tròn xong mình đặt dấu trừ đằng trước. Ổn chưa? Đấy, như vậy phần làm tròn số xong nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái phần ước lượng. Trong đời sống này, đôi khi ta không quá quan tâm đến tính chính xác kết quả mà chỉ cần ước lượng kết quả, tức là tìm một số gần sát với kết quả chính xác. Đó, ví dụ là gì? Hai em thi với nhau. Đó, các em hay thi là gì? Tao cá mày, đúng không? Đố mà biết tao bao nhiêu cân. Đó, hay là tao nặng bao nhiêu kg, đúng không? Đấy, vậy thì chắc chắn là gì? Các em đâu có được người ta đứng lên trên cái cân để chúng ta biết được. Chúng ta phải đoán trước. Vậy thì cái đoán của chúng ta đó, người ta gọi đó là gì? Ước lượng các em ạ. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì để hiểu hơn chúng ta sẽ đến với cái ví dụ số 2 này. Mẹ đưa cho Nam tờ tiền là 200.000 đồng. Ồ, đưa nhiều tiền quá nhỉ. Để mua táo. Giá mỗi kg táo là 65.000 đồng. Hỏi với số tiền đó Nam có đủ để mua giỏ táo 2,8 kg không? Như vậy thì để giải cái này thì bạn Nam phải ước tính cân nặng giỏ táo là khoảng bao nhiêu? 3 kg. Bởi vì đây là số gì? Số mà muốn ước lượng là 2,8 thì chúng ta sẽ lấy lên là gì? 3. Vậy thì bạn sẽ phải nhẩm là gì? 65.000 nhân với 3 hết khoảng 195.000 đồng. Như vậy thì bạn Nam bạn sẽ thấy mình có đủ gì? Đủ tiền. Vậy thì đây là cách ước lượng của bạn Nam này. Từ 2,8 lên gì? Lên 3 này các em. Đó, tức là bạn ước lượng với khoảng 2,8 kg táo mà mẹ yêu cầu mình mua thì mình ước lượng lên khoảng gì? 3 kg, đúng không? 3 cân, đúng không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng cái phần ước lượng đó, chúng ta sẽ làm cái phần vận dụng 2. Đó, một bãi biển rất là đẹp, đúng không? Rồi, ta đến vận dụng 2 nhá. Một cái xe hàng có khối lượng khi không chở hàng hóa là 12 tấn này. 12 tấn. Đó. Trên xe chở 9 thùng hàng. Nhớ số lượng là 9 thùng. Mỗi thùng có khối lượng là bao nhiêu? 1,3 tấn. Một cây cầu có biển chỉ dẫn cho phép các khối lượng không quá 25 tấn. Hỏi xe hàng trên có được phép qua cầu không? Như vậy ở đây chúng ta cũng sẽ gì? Ước lượng. Tức là cái xe hàng này này, nó sẽ đi qua cái cây cầu này. Và cây cầu này người ta chỉ cho phép bao nhiêu? 25 tấn thôi. Nhưng trên cái xe này thì nó chở khoảng bao nhiêu? 12 tấn. 12 tấn là gì? 12 tấn hàng hóa. Không có rồi nha, mình cái xe nó đã 12 tấn rồi. Và 9 cái thùng hàng này, 9 thùng hàng, mỗi một thùng hàng là 1,3 tấn. Vậy thì chúng ta ước lượng xem. Như vậy thì các em ước lượng từ 9 thùng chúng ta sẽ lấy lên mấy? 10 thùng đi, đúng không? 10 thùng, mỗi một thùng chúng ta sẽ nhân cho 1,3, đúng không? Như vậy 10 nhân với 1,3 tức là nhân với 10 thì sẽ là bằng bao nhiêu? 13. Vậy thì 12 giờ các em cộng với bao nhiêu? Cộng với 10, 13. Như vậy là gì? 25 tấn. Như vậy cái xe này gì? Có được đi qua cầu không? Đó. Được không? Được đi qua cầu không? Trên xe là chở 9 thùng hàng, mỗi thùng có khối lượng là 1,3 tấn. Đúng không? Đấy. Như vậy thì cái xe này có được phép qua cầu không? Có được không các em? Được quá đi chứ, đúng không? Đấy. Chúng ta cộng với 12 tấn của gì? Cái thùng hàng này nhá. Nhớ cái xe không đó, nó đã chiếm 12 tấn rồi. 9 thùng hàng mà mỗi một thùng nó bằng này thì các em sẽ ước lượng cho nó lên bao nhiêu? Lên 10. Hiểu không? Đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời cái bài toán này như sau. Trả lời cái bài toán này chúng ta cũng dựa theo này. Chúng ta sẽ dựa theo cái bài trên này để các em viết cái lời giải này. Ta thấy này. Ta ước tính này. Đó. Ta ước tính này. Ta ước tính cái gì đây? 9 thùng hàng, mỗi thùng có khối lượng là 1,3 tấn này. 9 thùng hàng, 9 cái thùng hàng. Đó. Thì ở đây như bạn Nam nè, bạn ấy là gì? Cân nặng cái giỏ táo. Quy định ở đây là bao nhiêu? Quy định đây là mấy? 2,8 kg. Vậy thì 9 thùng hàng này mình sẽ lấy là bao nhiêu? 10 cái thùng hàng đi. Đúng không? Chúng ta ước tính là 10 cái thùng hàng nó sẽ nặng là bao nhiêu? Đấy. 10 thùng hàng đấy nhá, mình không lấy là 9 thùng nữa nhá. 10 cái thùng hàng. Đó, sẽ nặng là, đúng không? Đấy. Một thùng là 1,3 tấn, các em nhân với 10, như vậy nó sẽ được bao nhiêu? 13 tấn này. Được chưa? Đấy. Như vậy 13 tấn này cộng với cái xe này, xe chở cái xe không rồi nè, được chưa? Cái xe đây nè, xe nè là bao nhiêu nữa? Cái xe này, xe không á, nó đã nặng bao nhiêu? Nặng là 12 tấn nè. Đấy. Vậy thì tổng cộng cái xe này, vậy thì tổng cộng ở đây tổng khối lượng đi, đúng không? Khối lượng, số lượng hàng và xe này sẽ khoảng bao nhiêu? Khoảng là, được chưa? Đấy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy hàng và xe là khoảng bao nhiêu? 13 cộng với 12 bằng bao nhiêu? Bằng 25 tấn. Đấy. Như vậy đến đây mình có thể kết luận vậy xe này sao? Có thể qua được gì? Qua cầu. Ổn không? Vậy thì đây là cách mà mình ước, cách thứ nhất nhá. Đây mình ước là cách thứ nhất này. Cách thứ hai chúng ta cũng có thể giảm cái ông này này. 1,3 tấn thì mình sẽ làm tròn đến hàng đơn vị thôi, đúng không? Làm tròn đến hàng đơn vị thôi. Đây là cách 1 nha. Cách 1, thầy làm chúng ta cách 1 đó. Nãy giờ các em có ghi kịp không? Rồi, như vậy cách số 2 nè. Cách 2 đi. cách 2 thì các em sẽ thấy này, ước cái khối này. Chúng ta sẽ ước này. Khối lượng một gì? Một cái thùng này nè. Khối lượng mỗi cái thùng này nè là bao nhiêu? 1,3 tấn thì mình chỉ lấy là 1 tấn thôi. Đó, được chưa? Ước khối lượng mỗi cái thùng này là 1 tấn. Vậy thì khối lượng hàng nè. Khối lượng hàng sẽ là bao nhiêu? Hàng sẽ là mấy? Có 9 thùng đúng không? 1 tấn nhân với 9 thì sẽ bằng 9 tấn. Đấy, như vậy giờ chúng ta sẽ gì? Tổng khối lượng hàng và xe, đúng không? Mình sẽ ước được tổng khối lượng hàng nè và xe sẽ là ấy, xe này nó bao nhiêu? Xe không thôi, nó 12 tấn cộng với cái ước lượng hàng là 9 nè. Như vậy 12 cộng 9 sẽ là 21 tấn. Như vậy 21 tấn thì chúng ta sẽ kết luận vậy thì cái xe này sao? Xe sẽ gì? Được qua gì? Qua cầu. Được chưa? Đó. Vậy thì đây cũng là cái cách thứ hai để hướng dẫn cho các em là ước lượng về cái bài này nhé. Đấy thì tùy theo các em muốn ước lượng thùng cũng được, hoặc các em ước lượng ngày tấn hàng cũng được nhé. Được chưa? Đó. Và các em sẽ làm trước cho thầy cái phần bài tập từ bài 7.12. Bên này còn không? 7.12 cho đến 7.16. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở tiết sau nhé. Rồi, chào các em.